Đừng nói vậy với bà. Đừng nói vậy. Mày vô nói cô đừng nói em gì. Cái này. Đồi nữa. Nè, nàng thói luôn. Có chứ, bữa ruột cứ dư nhổ nào lên bầu. Đằng nào cũng bữa nào nhổ hết trong nào vậy luôn. Không hết được đâu. Nhổ lông mày vậy. Nhổ lông mày. Ờ, nhổ lông mày ông tám. Hai lần rồi. Nhổ hết gần gần thấy anh leo ấy. Hỏi ráo thì lên kêu hỏi nhiều quá vậy sao? Tôi hỏi đâu hỏi gì á. Dụt luôn hả? Dụt nữa đi. Dục nữa đi. Dục cái đó to. Xong ra đi xa xa đang chút còn gần gần lại cái đó tầm lúa đó nha. Anh đi cho mùa đó cái chặt thường đó. Lên xu hướng đi hả? Nó anh mà kiểu tao lên YouTube kia, tao lên TikTok. Cô còn TikTok mà giờ nó lên gưa thiệt. Nào sao nó có nhiều vậy? Chiều bật livestream lên ngồi nói chuyện nha. Tôi rất khổ quá mà. Tôi cần lông nách. Tôi cần lông nách. Quá, tôi cần lông nách. Đừng cần nó là gì á. Bất cần lại. Tên em là cái ngu quá. Quá, cái gì tao vậy? Mẹ bị ma. Chú. Review album đen của Nguyễn Thị Ba Báo. Đó, nó vàng rồi sao nha. Tên quốc tự. Không nghe gì đâu. Nó phân tích nhiêu đó không, nó mệt nghĩ á. Tự nhiên đỡ nhổ rau thì đỡ nhổ rau nó không chịu, đỡ nhổ lông mà kệ nó chịu. Chuồn mà kệ từng cái giá nữa. Từ xa xa có Hồ Thị Tám bước tới. Hồ Thị Tám Mỹ. Phải, Hồ Thị Tám từ Đồng Nai Văn Mai chứ không phải là Hồ Thị Tám Mỹ. Tới Đồng Nai Văn Mai nè. Nè mày làm cắt 50. Không tổn, không làm, cắt 50. Hỗ trợ cam. Nó là trợ cam mà sao cắt được. Cắt nữa hả, đôi á. Đang có lương mà còn cắt. Còn Linh nữa. Giờ nhổ hết rồi, Linh lấy nhổ. Nhổ em đường nhanh tí anh la trời. Hồi giờ có nhổ em đường anh? Có, hồi nhổ mấy kia dưới rồi à. Mếp anh. Nhổ trên nhanh tí anh đeo cho. Dưới hồi giờ có. Chỗ đó này vẫn như. Ủa, mấy thấy bạn sẽ xem bà gì ạ? Giết thì bà đồ nữa. Nói xuống chi bạn. Thấy mà anh bà đi về. Adu, adu. Trường hia, trường hia. Adu. Adu. Đừng adu, adu gì á.
vậy sao làm gì á. Vậy á, gì tiếc cái gì nữa. Đừng lấy view ngay, tách coi.